Kính chào quý khán giả của bản tin Nhìn ra thế giới. Thưa quý vị, vấn đề người di cư vốn là bài toán khó đeo đẳng các nước châu Âu và Mỹ trong nhiều năm qua. Làn sóng người di cư qua Địa Trung Hải đổ bộ vào các nước châu Âu như Italia, Đức, Hy Lạp đang gây ra tình trạng khủng hoảng về việc tiếp nhận, làm nóng trở lại cuộc tranh luận trong Liên minh châu Âu-EU về vấn đề đối phó với làn sóng di cư và phân bổ người tị nạn. Là quốc gia tuyến đầu, Italia liên tiếp cảnh báo về thách thức lớn với EU khi số lượng người di cư kéo tới đảo Lampedusa của nước này ngày một lớn. Theo dữ liệu của chính phủ Italia, gần 130.000 người di cư đã đến Italia trong năm nay, gần gấp đôi con số của cùng kỳ năm 2022. Trong đó đã có hơn 7.000 người đến đảo Lampedusa, vượt quá khả năng tiếp nhận của chính quyền địa phương. Trong khi đó, theo tuyên bố của đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, tình hình trên đảo Lampedusa đã trở nên nghiêm trọng sau khi tiếp nhận số lượng người di cư và người tị nạn lớn chưa từng có trong những ngày gần đây. Cao ủy người tị nạn Liên Hợp Quốc kêu gọi thiết lập cơ chế khu vực thống nhất về thủ tục cập bến và phân bổ những người di cư đến Italia bằng đường biển trên khắp EU. Tình hình ở Lampedusa lúc này rất khó khăn và thách thức. Như bạn đã biết, số lượng người đến bằng tàu, thuyền ngày càng tăng và điều đó đã gây ra sự quá tải cho hòn đảo này. Những người di cư kiệt sức và họ cần sự hỗ trợ bởi Hội chữ thập đỏ, chính quyền Italia và các tổ chức phi chính phủ khác, bao gồm cả Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Những người di cư đến từ các quốc gia bao gồm Guinea, bờ biển Nga, Tunisia, Ai Cập, Burkina Faso, Bangladesh và Pakistan. Vấn đề người di cư là thách thức lớn đối với chính phủ Italia. Khi lên nắm quyền vào tháng 10 năm 2022, chính quyền Thủ tướng Giorgia Meloni cam kết giải quyết và đã nỗ lực cải thiện quan hệ với Tunisia, nơi xuất phát của phần lớn chuyến tàu di cư trái phép. Vào tháng 7, Tunisia và EU đã ký hiệp ước nhằm giúp ngăn chặn dòng người di cư, song không đem lại kết quả đáng kể. Trong chuyến thăm cùng Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đến đảo Lampedusa, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni kêu gọi EU phối hợp để đối phó với những thách thức chung từ làn sóng người di cư đang trở nên mất kiểm soát và tìm cách trục xuất những người không đủ tiêu chuẩn cấp quy chế tị nạn. Đây là biên giới của Italia, nhưng cũng là biên giới của toàn thể châu Âu. Nếu chúng ta không hợp tác nghiêm túc chống lại tình trạng di cư trái phép, số người di cư sẽ không chỉ áp đảo tại các nước tuyến đầu mà sẽ tràn ngập cả các quốc gia khác. Ngày 19 tháng 9, chính phủ Italia đã đưa ra gói biện pháp cứng rắn hơn để ngăn chặn người nhập cư. Italia quyết định kéo dài thời gian giam giữ người di cư chờ hồi hương từ mức 3 tháng hiện nay lên đến 18 tháng. Nước này cũng sẽ phê duyệt việc xây thêm các trung tâm giam giữ ở các khu vực cách ly. Theo luật pháp Italia, người di cư phải hồi hương nếu không thể bị trục xuất ngay lập tức, có thể bị giam giữ. Nhưng những nỗ lực trước đây để giữ người di cư hầu như cũng đã thất bại, khi những người bị giam giữ liên tục trốn khỏi trung tâm và hướng đến các nước châu Âu giàu có hơn ở phía bắc Italia. Tình hình tại Italia cho thấy làn sóng người di cư đang có nguy cơ trở nên mất kiểm soát, đặt ra những thách thức chung cho các nước EU. Về vấn đề di cư, tôi hiểu áp lực to lớn mà Italia đang phải đối mặt những ngày qua trước số lượng lớn người di cư tới Lampedusa. Đây là một mối lo ngại với tất cả các nước, chứ không chỉ với Italia. Chúng ta phải tiếp tục phối hợp để tránh việc người di cư đổ ra biển, mạo hiểm tính mạng và vượt trái phép qua biên giới của Liên minh châu Âu, gây ra nhiều vấn đề cho các nước tiếp nhận. Khó khăn lớn nhất của châu Âu hiện nay là ngăn chặn người di cư bằng đường biển. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố hỗ trợ Italia giải quyết tình trạng khẩn cấp hiện nay bằng cách tăng cường tuần tra biển, đồng thời đề nghị các nước châu Âu khác tiếp nhận và phân loại để hồi hương những người không đủ điều kiện tị nạn. Các nhà quan sát nhận định, bên cạnh các giải pháp ngăn chặn nạn buôn người và triển khai lực lượng trên biển ngăn di cư trái phép, giải pháp dài hơi để giải quyết vấn nạn người di cư là châu Âu cần đóng vai trò lớn hơn nữa trong nỗ lực trợ giúp các nước châu Phi phát triển kinh tế xã hội ổn định hơn, khôi phục niềm tin và tương lai tươi sáng ở quê nhà. Trong thời gian qua, số người tị nạn đổ dồn tới châu Âu, đặc biệt là Italia và Đức, đã trở thành một trong những chủ đề chính được quan tâm ở khu vực này. Trong chuyến thăm đảo Sicily của Italia gần đây, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết nước này đang phải đối mặt với tình trạng nhập cư tràn lan. Cả Đức và Italia đều đã chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng về làn sóng tị nạn. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc cải cách và tiêu chuẩn hóa chính sách tị nạn của châu Âu. Nhà lãnh đạo Đức nhấn mạnh rằng thế giới không còn tuân thủ Hiệp định Dublin, một quy định nhằm nhanh chóng xác định và quy trách nhiệm của quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU đối với thủ tục xin tị nạn.
Tổng thống Steinmeier cũng bày tỏ hy vọng Đức và Italia sẽ thảo luận về chính sách di cư trong những tháng tới. Phát biểu tại một cuộc họp quốc hội, Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cho biết chính phủ đã đẩy nhanh quy trình xử lý các đơn xin tị nạn, đồng thời tăng cường kiểm soát biên giới và phối hợp tuần tra biên giới chung với Ba Lan và Cộng hòa Séc. Thậm chí trong thời gian tới, Đức sẽ phối hợp để triển khai cảnh sát liên bang trên lãnh thổ Cộng hòa Séc như đã làm rất hiệu quả ở Thụy Sĩ để ngăn nạn xâm nhập trái phép của người tị nạn. Tuy nhiên, tình trạng di cư bất hợp pháp vẫn đang là một thách thức cần giải quyết. Cho đến tháng 7 năm nay, cảnh sát biên giới Đức đã ghi nhận hơn 56.000 lượt nhập cư trái phép. Cảnh sát cũng đã phá 1.300 vụ đưa người nhập cư vào Đức với 1.400 đối tượng liên quan. Những con số này cho thấy chúng ta vẫn đang gặp khó khăn trong việc đối phó với nạn nhập cư bất hợp pháp. Ngoài ra, bà Faeser cũng kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề di cư trong tương lai, cho rằng thỏa thuận hiện hành của EU với Thổ Nhĩ Kỳ về kiểm soát người di cư tới châu Âu chưa được vận hành tốt. Điều quan trọng nhất là phải bảo vệ biên giới bên ngoài EU, và điều này chỉ có thể làm được khi có một hệ thống tị nạn chung. Dữ liệu chính thức cho thấy hơn 204.000 người đã đăng ký tị nạn ở Đức cho đến tháng 8 năm 2023, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, cảnh sát Đức xác nhận hơn 12.000 người di cư không có giấy tờ đã bị bắt giữ tại biên giới với Ba Lan trong nửa đầu năm nay. Vấn đề di cư cũng là một trong những chủ đề được các cử tri Mỹ rất quan tâm, đồng thời là trọng tâm tranh luận của các ứng cử viên tổng thống của cuộc bầu cử vào năm tới. Theo dữ liệu được Tổng thống Mexico chia sẻ, Mỹ đã ghi nhận tới hơn 142.000 lượt người di cư tại khu vực biên giới Mỹ-Mexico trong nửa đầu tháng 9, trung bình khoảng 6.900 lượt người mỗi ngày. Con số này trong tháng 9 dự đoán tương đương hoặc thậm chí vượt qua mức hàng tháng trước đó. Theo các quan chức, gần 9.000 người đã vượt biên vào El Paso trong ngày 23 tháng 9, đánh dấu một trong những ngày có lượng người vượt biên cao nhất những tháng gần đây. Thị trường El Paso cho biết hơn 2.000 người đang xin tị nạn trong thành phố mỗi ngày, tăng gấp gần 5 lần so với mức 350-400 vào 6 tuần trước, gây căng thẳng về nguồn lực và lấp đầy những nơi ở tạm. Các quan chức chính quyền cho biết mức độ di cư tăng chủ yếu vì điều kiện khắc nghiệt ở các nước Mỹ Latin và châu Phi, nơi có hàng triệu người chạy trốn khỏi thảm họa thiên nhiên, kinh tế nghèo đói và biến động chính trị những năm gần đây. Một quan chức cấp cao của Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đổ lỗi cho những kẻ buôn lậu lan truyền tin đồn về chính sách được bảo vệ tạm thời của Mỹ, khiến mọi người tranh nhau vượt biên đến Mỹ. Tin đồn này xuất phát từ việc Mỹ đang gặp phải vấn đề trong khâu giam giữ và xử lý những người vượt biên trái phép. Việc quá tải đã khiến một số người vượt biên được tạm tha và được phép di chuyển bên trong nước Mỹ trong khi chờ ngày xét xử thay vì trục xuất. Các chuyên gia cho biết, vấn đề này có thể trở thành một cuộc khủng hoảng nếu không được xử lý kịp thời. Hàng trăm nghìn người di cư và người xin tị nạn đã đi trên những con đường dài và nguy hiểm qua Nam Mỹ, Trung Mỹ và Mexico với hy vọng đến được biên giới Mỹ để xin bảo hộ. Nhiều người đang chạy trốn bạo lực băng đảng tràn lan, nghèo đói, đàn áp chính trị và các cuộc khủng hoảng khác ở quê nhà. Tổ chức Di cư Quốc tế IOM cho biết biên giới Mỹ-Mexico là tuyến đường bộ nguy hiểm nhất thế giới đối với người di cư với ít nhất 686 trường hợp tử vong và mất tích được ghi nhận vào năm ngoái. Số người tử vong và mất tích trên tuyến đường bộ qua biên giới Mexico-Mỹ trên thực tế có thể còn cao hơn do thiếu dữ liệu chính thức. Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết con số này chiếm gần một nửa trong số 1.457 trường hợp tử vong và mất tích của người di cư được ghi nhận trên khắp châu Mỹ vào năm 2022. Năm ngoái đánh dấu là năm có nhiều người chết nhất trong khu vực kể từ năm 2014, khi cơ quan của Liên Hợp Quốc này bắt đầu ghi nhận những trường hợp tử vong và mất tích do di cư. Sự xa xôi và nguy hiểm của khu vực này, cũng như sự hiện diện của các băng nhóm tội phạm dọc tuyến đường, có nghĩa là con số này có thể không đại diện cho số người thiệt mạng thực tế. Những con số này thể hiện ước tính thấp nhất hiện có, vì có thể còn nhiều trường hợp tử vong không được ghi nhận do thiếu dữ liệu từ các nguồn chính thức. Những con số đáng báo động là lời nhắc nhở rõ ràng về sự cần thiết phải có hành động quyết đoán để giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp. Giới chức biên giới Mỹ cho biết, ở nơi sa mạc mênh mông với hẻm núi sâu và những ngọn đồi phủ đầy xương rồng, những người di cư rất dễ gặp tình trạng say nắng vào mùa hè và hạ thân nhiệt vào mùa đông. Tổ chức Di cư Quốc tế nêu rõ, khu rừng tử thần Jerren Gap nằm trên biên giới Panama và Colombia được nhiều người di cư lựa chọn để tìm đến nước Mỹ, đã chứng kiến 141 trường hợp người di cư thiệt mạng vào năm ngoái. Tuy được coi là nơi nguy hiểm nhất thế giới, nhưng rừng lầy Jerren Gap dọc theo biên giới Panama-Colombia vẫn là hành lang chính cho người di cư
đi từ Nam Mỹ đến nước Mỹ. Vì nếu băng qua được Darien Gap, thì đây sẽ là con đường ngắn hơn so với đường biển và chi phí cũng thấp hơn đáng kể. Trên hành trình đi qua Darien Gap, người di cư có thể đối mặt với nhiều nguy cơ từ rắn độc, thú dữ, địa hình hiểm trở, các băng nhóm cướp của. Mọi người hay gọi Darien Gap là tuyến đường tử thần, và thực sự đó là một địa ngục, rất gian nan. Tôi đã dành 3 ngày đi xuyên rừng cùng vợ và hai con gái. Cảm ơn Chúa, chúng tôi còn sống sót. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF công bố, trong 7 tháng đầu năm 2023, hơn 60.000 trẻ em di cư đã vượt qua Darien Gap, nhiều hơn bất kỳ năm nào được ghi nhận. UNICEF cho biết thêm, trẻ nhỏ đang thực hiện những hành trình nguy hiểm này với tỷ lệ ngày càng tăng. Trong đó, trẻ dưới 11 tuổi hiện chiếm tới 91% tổng số trẻ em di chuyển qua các điểm trung chuyển quan trọng trong khu vực. Không chỉ là vấn đề riêng của châu Âu hay Mỹ, ngăn chặn nạn di cư bất hợp pháp còn là vấn đề của nhiều khu vực trên thế giới. Hoạt động di cư lộn xộn và mất trật tự theo các tuyến đường nguy hiểm mà những kẻ buôn người lợi dụng đang tiếp tục gây ra những hệ lụy lớn, trong đó cái giá đắt nhất chính là mạng sống. Ngoài ra, nếu quản lý kém, việc di cư có thể làm gia tăng sự chia rẽ trong xã hội và giữa các cộng đồng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nêu rõ, hơn 80% những người di cư theo cách an toàn và có trật tự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, di cư trái phép đang là vấn đề cấp bách cần giải quyết và cần sự phối hợp chặt chẽ của các quốc gia, các tổ chức quốc tế và cộng đồng. Bản tin Nhìn ra Thế giới hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.